Xin chào các bạn. Hôm nay kênh Xuyến Chi sẽ cùng chia sẻ với các bạn cái cách ủ phân cá bằng men thứ cấp M2. Hoặc trong trường hợp mà các bạn mua cá về mà chưa kịp hoạt hóa cái men vi sinh gốc thì chúng ta có thể dùng trực tiếp men vi sinh gốc và mật dỉ đường. Cái tỷ lệ ủ thì như sau. Ở đây mình làm thực nghiệm một chút nên là mình cũng không làm nhiều, và mình tính theo tỷ lệ là 1 kg cá sẽ tương ứng với 1 lít M2. 1 lít M2 chúng ta sẽ chia làm hai giai đoạn. Cái giai đoạn đầu khi bắt đầu ủ chúng ta sẽ dùng một nửa. Ngoài cá và men thứ cấp ra thì chúng ta cần vỏ đu đủ xanh hoặc là dứa. Ở trong miền Nam thì gọi là quả thơm đấy. Bây giờ cái tiến trình ủ cũng rất là đơn giản. Ở đây mình mua cá nhỏ, hoặc là các bạn có cá to thì chúng ta nên băm nhỏ nó ra, hoặc là nếu mà xoay nhuyễn được thì cái quá trình ủ nó càng nhanh và nó càng hiệu quả. Một cân cá chúng ta dùng 500ml M2. Cái men M2 này mình ủ cũng khá lâu rồi. Mùi rất là thơm. Đấy, và các bạn nhìn là cái vi sinh nó hoạt động rất là tốt, nên là các cái màng trắng, bọt trắng này nó khá là nhiều. Đấy, trong cái chuyện nhiệt độ mà ấm ấm một chút thì cái vi sinh này nó hoạt động mạnh và nó sinh sôi ra rất là nhiều. Chúng ta đổ trực tiếp vào cái chỗ cá vừa rồi. Đấy, cái này thì với nửa cái lít M2 là nó đã ngập 1 kg cá rồi, gần ngập rồi. Đấy, nó sấp sấp, nó ngập luôn. Thì các bạn cũng có thể không cần cho thêm nước, hoặc nếu như mà nó chưa ngập thì chúng ta cho thêm nước để cho nó ngập sâm sấp cá như thế này là được. Đây, ở đây mình cho vào. Đấy, nó ngập luôn. Cho thêm nước nó có làm loãng cái M2 không, hay là mình cho thêm M2? Cho thêm nước để nó hoạt động, nó không bị trơ khô cái cá ở trên thì nó không phân hủy được. Để cho đủ. Sau khi mà chúng ta cho cá và M2 vào thì chúng ta đậy kín nắp. Các bạn nhớ là đậy kín. Chúng ta chọn cái dụng cụ làm sao mà nó phải kín, không là nó có không khí vào là nó không tốt, và nó sinh mùi ra xung quanh là hàng xóm sẽ rất là khó chịu. Khi mà chúng ta đậy nắp khoảng 7 đến 10 ngày thì chúng ta bắt đầu bổ sung cái dứa này vào. Dứa, vỏ dứa hoặc là vỏ đu đủ đều được. Và khi mà chúng ta bổ sung cái đu đủ và dứa này vào thì chúng ta trộn đều lên. Trộn đều lên rồi lại đậy kín. Trong khoảng từ 7 đến 10 ngày. Nếu mà miền Bắc mà trời lạnh thì có thể ủ lâu hơn. Thì chúng ta có để khoảng 10 ngày đến 12, 13 ngày cũng được. Tức là khoảng 10 ngày đến 2 tuần chúng ta cho dứa. Sau đó khoảng cũng bằng khoảng thời gian như vậy, tức là khoảng 7 đến 10 ngày, thì chúng ta sẽ cho nốt 500ml M2 vào lần thứ 2. Cái M2 này nó khử mùi rất tốt. Và với cái lượng vi sinh mà nhiều như thế này thì nó sẽ phân hủy cá rất nhanh và nó khử mùi rất là nhanh. Như vậy là khoảng nửa tháng đến 20 ngày là chúng ta bổ sung lần thứ hai cái M2 này. Và sau đó lại đậy kín vào, trộn đều lên đậy kín vào. Thì lúc đó là cá nó đã phân hủy một phần rồi, và chúng ta sẽ bổ sung để nó phân hủy nốt. Khi nào nó tan rã hoàn toàn thì chúng ta có thể dùng được. Lúc dùng thì chúng ta nhớ là làm sao để lọc cái xác cá
cái xương cá bỏ riêng và chúng ta chỉ dùng cái dung dịch phân cá đó thôi. Thế trong trường hợp mà các bạn không có sẵn M2 thì cái tỷ lệ dùng M1 và rỉ đường như thế nào? Với 1kg cá chúng ta dùng 30cc M1 và 30cc mật rỉ đường. Chúng ta cũng thực hiện tương tự, là chúng ta lúc này là không có M2 thì trộn cả M1 và mật rỉ đường vào. Thì tuy nhiên là khi mà trộn với cái tỷ lệ như vậy là chúng ta cũng lần thứ hai đấy, chúng ta cũng bổ sung một lượng tương tự. Được 7 đến 10 ngày thì lại cho vỏ dứa hoặc là đu đủ này, vỏ đu đủ này. Rồi lần tiếp theo thì chúng ta lại bổ sung cái lượng M2 là nửa lít. Bởi vì lúc này là chúng ta có thời gian là ủ M2 rồi, thì chúng ta bổ sung thêm nửa lít M2 như là cái cách thứ nhất. Thì tại sao mình lại chia sẻ cái cách ủ phân cá này? Thứ nhất là nếu so với cái giá thành mà chúng ta mua cái phân cá trên thị trường ấy, thì cái cách ủ này chúng ta tiết kiệm được chi phí rất là nhiều. Không chỉ những người chơi lan mà chúng ta, những người trồng rau sạch, những người trồng cây cảnh đều có thể dùng cái phân cá này để bón cho cây trồng rất là tốt. Cái tỷ lệ mà chúng ta sử dụng với cây cảnh mà chúng ta tưới gốc thì khoảng từ 5 đến 10cc trên lít. Còn khi chúng ta bón lá cho những cái loại cây lan hoặc là những cái cây mà cây cảnh mà nó ưa bón lá nhiều ấy, thì chúng ta chỉ cần dùng từ 1 đến 2cc thôi mà chúng ta sẽ được 2 lít phân cá. 2 lít ở đâu? Tức là ít nhất là 2 lít. Thứ nhất là 1 lít M2 này, cùng với 1kg này thì mình cứ tính thể tích tương đương nó khoảng 1 lít đi, nhưng mà chắc là nó cũng hơn. Thì chúng ta tối thiểu chúng ta được 2 lít phân cá, là tính ra giá thành nó chỉ có vài chục nghìn một lít thôi, mà mua trên thị trường thì nó phải đến khoảng 200 nghìn một lít phân cá đấy. Thế nên là các cái nhà vườn lớn là người ta chọn phương án là tự ủ. Và nếu các bạn ủ nhiều thì các bạn cứ nhân cái tỷ lệ này lên, 5 cân thì nhân 5 mà nhân 10 cân thì nhân 10. Thì sau một tuần hoặc là nửa tháng mình sẽ quay cái sản phẩm để các bạn xem là lúc đó cá nó phân rã như nào. Nhưng mà các chúng ta lưu ý đậy kín. Đậy kín thì nó vừa tốt cho cái việc vi sinh phân hủy ở trong và vừa đỡ ảnh hưởng mùi đến hàng xóm. Nhìn rất là hấp dẫn. Nhìn đã thấy hấp dẫn rồi. Các bạn nhớ là cái cá mà nó nhỏ hoặc niền nhuyễn thì tác dụng nó nhanh và nó sẽ hiệu quả hơn, tức là vi sinh nó phân hủy nhanh hơn là chúng ta để cá to. Và khi các bạn ủ cá thì nhớ tính cái thể tích của thùng để làm sao mà vừa nước vừa cá nó phải vơi thôi, chứ nó không đầy quá, nó sẽ trào ra thì không được hay lắm. Còn khi mà chúng ta đã ủ thành phẩm cái phân cá này rồi mà các bạn thấy nó có mùi nặng chẳng hạn, thì các bạn vẫn có thể bổ sung tiếp M2 để nó khử bớt cái mùi tanh, mùi hôi đấy đi. Bởi vì cái M2 này nó còn dùng để khử mùi hôi chuồng trại, rồi là xử lý môi trường rất là tốt. Và khi mà mình bán trên Shopee thì có những khách hàng là phản hồi là khử mùi rất là nhanh, rất hiệu quả đối với cái M2 này. Chúng ta nhớ là hoạt hóa cái M2 này phải đủ thời gian nhé. Nó mà càng nhiều cái bọt với lại cái váng trắng trắng đấy thì càng tốt, càng nhiều vi sinh. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.